Hello mọi người. Thì hôm nay là thứ bảy cuối tuần, mình lại lên cho mọi người xem cái sự phát triển của cái vườn cây sen đá của mình này. Đấy, thì bầm này tách thì cũng đã lên đẹp rồi. Đây, mầm đài là cái cây này thì có cái đài nó to nhất. Nó lớn phát triển mạnh nhất. Cái bầu đất của nó cũng tốt. Như này có một cây giáo sàm, hoa sàm màu vàng, nó đẹp. Cây gốc này như là không nhầm ở bên này, gốc này thì mới là hai gốc nhỉ. Cây này mới là hai gốc, mình chuyển ra đây rồi. Đây hai gốc, rồi mình cũng tách ra. Cái kệ này nó phát triển tự nhiên vậy. Cái bên này nữa, gần như mình đã phủ hết được những cái chậu mình lấy từ những cái vật liệu tái chế. Cái này trên một cái đài này khá là đẹp này. Các bạn thấy không? Nó lên khá là ok. Những cái mầm dưới này thì đây có cái mầm mắt mầm này lên. Còn bên này, khu vực bên này thì là những cái cây hoa giấy mình ươm. Thì hôm trước mình có tách bầu ra này. Đấy, thì hiện tại thì mình tách đã ok, gần như là sống hết. Mình có trồng thêm cái cây sâm bùng tơi các bạn. Rồi thì như gốc này thì nó bị chết lụi này. Bên này nữa, gốc này nó cũng bị chết lụi. Đấy. Không phải gốc nào nó cũng sống đâu. Đây như gốc này thì là sống này. Gốc này mình tách ra nó sống đẹp này. Còn gốc này thì khả năng là cũng bị thôi rễ, khả năng sẽ chết. Đây là cũng thêm cái sen đá này các bạn. Sen đá mình tách thêm ra đây cho cái hai cái gốc đây người ta gọi là che đùi gà, che chăm đốt gì đấy. Cái này đốt nó khá là nhiều. Mình ươm ra đây, nhưng mà hiện tại hai cây thì chưa lên mầm. Còn cái gốc trúc này của mình thì cũng đang thêm mầm rồi này, ươm quá chung là có sự sống, nhưng mà mình cũng chưa dám chắc nó thành công hay không, bởi vì mình ươm từ cái cành ấy, ươm từ cành thì nó hiện tại nó ra như thế thì ok rồi, nhưng mà mình nghĩ bao giờ nó phải lên được cái măng từ gốc này lên thì khả năng đó mới là một cái sự thành công, đúng không? Nó mới nhân cây ra được thì mình đấy mới là sự thành công. Bên này là một cái gốc đu đủ hôm trước mình tách ra thì nào có dịp mình sẽ lấy về quê mình trồng cho nó đỡ lãng phí. Thì không biết là cây đực hay cây cái, cây đực thì mình sẽ lấy hoa đu đủ rất là tốt các bạn. Còn cây cái thì đã ra quả, có quả thì thỉnh thoảng về quê mình lượm mình ăn nhỉ. Đấy. Bên này cũng vẫn còn sen đá mình để ra đây này. Đây. Bên này mình cũng trồng thêm một cái cây sâm mùng tơi, thì cái phía bên này nó chết rồi các bạn. Phía bên này khả năng là chết là nó bị giữa cái gốc. Đấy, còn phía bên này nó lên mầm như này thì khả năng là nó lại sống. Chỗ này là cái chỗ ươm sen đá ngay từ đầu của mình ấy, thì hiện tại chỉ còn có mầm này thôi. Đấy, thì mình có thể là xong mình sẽ tách thêm ra mình ươm ra đây. Còn đây là những cái gốc sâm mùng tơi mình đã hái đi rồi các bạn. Hái đi rồi, tỉa đi rồi. Đấy, đây là cây mùng tơi nhá. Còn bên này là cây sâm mùng tơi, nó khác nhau một chút. Đấy, nhưng mà ăn thì cũng tương tự thôi. Thì cái mùng tơi đây này của mình hiện tại mình ấy thì nó cũng đã lên, đã sống lên già lên dây rồi, thì những cái lá này mình có thể hái để mình ăn mì tôm hoặc là ăn canh. Nên nó lên rất nhiều cái ngọn mới rồi, ngọn mới đến nữa này. Đấy, phía này phía bên đây thì măng tây sau khi mình cắt bớt cây đấy, thì bây giờ nó đã lên mầm rồi. Đã lên mầm thì thực ra là cái diện tích ở cái hùng sốt mình đấy nó không lên được, bụi nó quá to, nên là có lẽ bây giờ như mầm này mình sẽ hái các bạn nhé. Mình sẽ hái mầm này mặc dù có một mầm thôi, nhưng mà mình sẽ hái mình ăn sống luôn, tí mình rửa mình ăn sống luôn. Còn đây là mình mầm một cái mình cây mình lên thì nó sẽ không sợ chết, nghĩa là mình sẽ không hái triệt để, nhưng mà mình sẽ tận dụng là mình hái đi, vì mình nuôi nó to thì cái lượng đất này nó không đủ để nó sống. Còn bên đây một cái cây sâm mùng tơi mình thấy đây, nó đã sống khỏe, nó lên mầm rất là lè đẹp. Cái mầm như này thì mình đang gọi là tốt hái ăn đấy, tốt hái để ăn này. Đấy, mầm này rất là non, nhưng mà cái lượng mầm nó ít, nên là tạm thế này thì mình lại để ra để cho nó già, thì mình lại cấy nó ra thêm, thì mình sẽ nghĩa là mình sẽ nhân ra. Thì khả năng là cái thùng xốp này mình chỉ phù hợp cho mình thấy cấy cái sâm mùng tơi này mình ăn, thì có thể là mình sẽ có thu hoạch. Đấy, thì măng tây này lúc trước mình cũng dự định là mình có 3-4 gốc này để nó lên được đều măng ấy, thì mỗi lần mình hái thì cũng được 3-4 mầm để cái nấu cháo cho thằng cu con, nhưng mà
ra nó lên nó hơi kém, nó ít quá các bạn ạ. Hôm trước là mình cái này là mình cắt cái cành rồi mình bỏ đây để nó thối thì nó lại chuyển tiếp thành phân, thành hữu cơ cho nó cây nó. Đấy thôi, những cái đây cái gốc mùng sâm mùng tơ mình đã hái đây. Những gốc này có thể là mình sẽ cắt tỉa, mình cắt tỉa cái thân gốc này ra để mình ươm ra chỗ khác. Để mình cấy hoặc là để nó phát triển to lên, gốc to. Đấy, bên này là cái gốc gốc hoa giấy cũng đã sống rồi. Ok, thì loanh quanh chia sẻ mọi người cái vườn vườn cây, vườn tược của mình cuối tuần như vậy. Xin chào anh em lại mọi người ở các cái video tiếp theo nhé.